Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón xem bản tin thời tiết Hà Nội của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, rìa xa phía Tây Bắc hoàn lưu áp thấp nhiệt đới chiều qua đã mạnh lên thành cơn bão số 4 trong ngày và đêm qua, tiếp tục là hình thế thời tiết chính chi phối đến thủ đô Hà Nội. Vì vậy mà trời không mưa và ban ngày thì trời nắng nhiều và khá mạnh, nên nhiệt ban ngày tăng lên mức nhiệt 33 đến 35 độ, đến đêm nhiệt độ giảm xuống mức 26 đến 28 độ. Hiện tại, cơn bão số 4 tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, hướng về các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình. Trong trưa chiều và tối nay, thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục chịu ảnh hưởng trường gió Đông Bắc khô từ rìa xa hoàn lưu cơn bão số 4, nên thời tiết ít thay đổi so với 24 giờ vừa qua. Vào ban ngày thì trời vẫn có nắng nhiều và nhiệt độ duy trì ở mức nhiệt 33 đến 35 độ. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, từ ngày mai ngày 25 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế thì sẽ xảy ra một đợt mưa trên diện rộng với nhiều điểm mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc và gió giật mạnh, nhất là ở vùng ven biển, người dân cần phải hết sức lưu ý. Bà con nơi đây cũng cần phải cảnh giác cao với khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Tổng lượng mưa dự báo từ 100 đến 250mm cho cả đợt. Từ chiều tối và đêm ngày 25 tháng 7, ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La thì có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 50 đến 150mm. Như vậy, sang đến ngày mai, hoàn lưu cơn bão số 4 tiếp tục di chuyển gần về phía đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ, do đó thì tác động của nó đến thời tiết Hà Nội càng rõ rệt hơn. Trong ngày và đêm mai thì mưa vừa có nơi có mưa to và rải rác có dông sẽ xuất hiện tại thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận trong cả ngày và đêm mai. Nhiệt độ ngày mai giảm mạnh xuống mức nhiệt 29 cho đến 31 độ. Đến đêm mai thì mưa có khả năng xảy ra nhiều hơn và nhiệt độ giảm xuống mức 24 đến 26 độ. Hoàn lưu cơn bão số 4 dần đi sâu vào đất liền khu vực Thượng Lào và suy yếu thành vùng thấp, do đó trong những ngày tới thì mưa tại Hà Nội sẽ giảm nhanh và nắng thì lại xuất hiện trở lại, kéo nền nhiệt ngày tăng lên mức 31 đến 33 độ. Thưa quý vị và các bạn, như vậy trong 2 ngày tới thủ đô Hà Nội có mưa vừa mưa to thì sẽ ảnh hưởng phần nào đến giao thông đi lại và việc tham quan của du khách. Do vậy những điểm tham quan trong nhà thì sẽ là sự lựa chọn thú vị. Và một điểm đến mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị đó là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong số 7 bảo tàng quốc gia có số lượng hiện vật và số lượng khách tham quan đông nhất hiện nay. Thông qua những hiện vật gốc độc đáo thì bảo tàng trở thành một trung tâm văn hóa lịch sử, một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Bảo tàng hiện trưng bày khoảng 2.000 hiện vật trong tổng số 15 vạn hiện vật, tài liệu, hình ảnh trên diện tích là 3.200m², tái hiện một cách sinh động lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam từ thời đại Hùng Vương cho đến thời đại Hồ Chí Minh, phản ánh một số trận quyết chiến, chiến lược của dân tộc trong lịch sử chống ngoại xâm, thể hiện được tài thao lược, đường lối quân sự và nghệ thuật quân sự của Việt Nam. Đây cũng là bảo tàng duy nhất trong hệ thống bảo tàng Việt Nam trưng bày các hiện vật khối lớn, các vũ khí, phương tiện chiến tranh của cả Việt Nam và đối phương ở ngoài trời. Hiện tại, bảo tàng đang lưu giữ hai sa bàn về hai chiến dịch lớn là chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh và được biên dịch trình bày bằng 6 thứ tiếng, giúp cho du khách quốc tế hiểu hơn về những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị tại đây. Và đến đây, bản tin thời tiết xin được khép lại với những thông tin dự báo cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì Sơn Tây, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 76 đến 93%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 94%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 76 đến 92%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 94%. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 77 đến 93%.